Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Vâng, thì chắc hẳn là cái tài khoản Facebook này không còn xa lạ đối với người dân Việt Nam trong những ngày vừa qua. Bởi vì chính chủ nhân của cái tài khoản Facebook này thì đã có những cái câu nói mà nói rằng là đi vào lòng đất. Bởi vì cách đây không lâu ấy, thì sau khi mà người thứ hai tại Việt Nam đã ra đi vì Covid, thì đã có một cái bài viết họ đăng tải lên các trang mạng xã hội. Thì sau những cái bình luận tích cực thì đã có một cái bình luận phải nói rằng là vô cùng đi vào lòng đất, bởi vì sau khi mà bệnh nhân thứ hai tại Việt Nam ra đi vì Covid thì đã rất đông người vào bình luận chia buồn với gia đình và mong rằng người dân cũng phải nên đồng hành cùng với chính phủ để sớm dập được dịch. Thì lại có một cái bình luận như mà mọi người đang nhìn thấy thì phải nói rằng là đúng là nó đi vào lòng đất, bởi vì tài khoản Facebook này thì lúc đó thì chúng ta chưa hiểu cái lý do gì mà cô ta lại bình luận rằng là chết nhiều càng tốt, dân Việt Nam đông quá chết càng nhiều càng tốt, tất cả các tỉnh thành corona chết càng nhiều càng vui. Thì như vậy thì sau khi mà cái bài viết này được comment trên cái trang cá nhân đó thì đã được một bạn ấy chụp lại màn hình. Vâng, chụp lại màn hình thì nó rất là kịp thời để chia sẻ để cho tất cả nhiều người được biết, bởi vì với những cái comment mà nó không được tích cực như thế này thì chúng ta nên phải nói rằng là có những cái lời lẽ phải phản đối cực mạnh đối với những cái loại người như thế này. Bởi vì chúng ta biết rằng là nếu mà đã là người Việt Nam thì không được comment những cái lời như thế này. Không hẳn là nếu như họ không phải là người Việt Nam thì họ nói gì cái quyền của họ, nhưng đã là người Việt Nam mà họ nói như thế này thì trước tiên ý, thì họ sẽ động chạm đến gia đình nhà họ, anh em nhà họ, dòng họ nhà họ trước, xong mới đến những người dân Việt Nam. Nhưng mà không hiểu tại sao mà họ lại comment được những cái lời phải nói là cay nghiệt như thế này lên cái bài viết đó. Thì sau khi cái bài viết này được chụp lại thì mình cũng đã có một cái video trên kênh của mình mà mình nhận được rất nhiều những cái ý kiến phản hồi. Thì nhiều bạn cũng có nói rằng là có thể đây là một cái Facebook bị hack hay là một cái Facebook giả mà họ nhằm cái mục đích để gọi là quấy phá vậy. Thì mình cũng không thể ngoại trừ những cái trường hợp đó được. Bởi vì trên trang cá nhân thì cô bé này nhìn có vẻ là rất xinh xắn, mà có vẻ có ghi ở trên cái trang Facebook của mình rằng là chuyên bán đồ gỗ nội thất và kèm theo cả số điện thoại. Thì cũng đã rất là nhiều bạn cũng đã gọi theo cái số điện thoại đó, nhưng mọi người đều nói rằng là không liên lạc được anh ạ. Thì thực hư cái việc đó thì mọi người đã biết rằng thì nó sau khi được đăng tải lên các trang mạng xã hội thì mọi người chia sẻ chóng mặt, và cơ quan chức năng thì họ cũng đã phải vào để điều tra và làm rõ đối với những cái comment tích cực trong cái lúc mà Covid đang bùng phát trên diện rộng như thế này. Thật sự là một cái việc làm nói là vô bổ và phải nói rằng là nó vô cùng khốn nạn. Đấy, mọi người biết rằng thì người dân đang mong muốn rằng dịch bệnh sớm được tai qua nạn khỏi, trong khi đó thì cái comment của cái Facebook này thì lại đưa ra một cái hướng đi nó tiêu cực và rất là kinh khủng luôn. Nói như vậy thì động chạm đến rất là nhiều người, tất cả người dân Việt Nam, trong khi đó thì có cả anh em họ hàng nhà họ. Thì thật sự là cơ quan chức năng chắc chắn họ sẽ phải điều tra để làm rõ. Thì như cái vậy thì liên quan đến cái bài viết này thì mình cũng đã cập nhật được cái thông tin chính xác về chủ của cái tài khoản Facebook này, và cũng như cái việc là ai là cái người mà đã viết ra những cái comment mà nói đi vào lòng đất như thế này mà đang bị cộng đồng mạng rất là phẫn nộ và tẩy chay. Thì đây ấy, nó là một cái việc của một bà vợ cũ bình luận cực đoan về Covid để nhằm hạ uy tín của vợ mới. Thì ngày 11 tháng 8, công an của quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ cho biết đã xác minh được người sử dụng tài khoản Facebook bình luận cực đoan về dịch NV gây bức xúc trong dư luận. Thì theo đó, thời gian qua trên mạng xã hội ấy, thì nhất là Facebook ấy, rất phẫn nộ khi về bình luận về một cái nội dung của cái tài khoản Facebook là Huỳnh Như Nguyễn liên quan đến việc cái dịch bệnh là NV19. Thì trên bình luận đó thì có ghi rằng là chết càng nhiều càng tốt, dân Việt Nam đông quá chết càng nhiều càng tốt, tất cả các tỉnh thành corona chết hết càng nhiều càng vui. Kèm bài trên ở một cái bài viết là bệnh nhân thứ hai không qua khỏi vì NV. Thì nội dung bình luận trên đã thu hút rất đông cộng đồng mạng vào bình luận, phản ứng rất là mạnh. Sau đó thì tài khoản Facebook này đã xóa hết nội dung bình luận và đổi tên thành Huỳnh Như Lê. Thì trước cái lúc mà cô ta bình luận ý, thì cái tài khoản Facebook này có cái tên là Huỳnh Như Nguyễn, nhưng mà sau khi mà bị mọi người vào ném đá thì cái tài khoản này đã đổi lại cái tên thành là Huỳnh Như Lê, nên là rất là nhiều người không tìm được. Thì ngay lập tức công an huyện Cái Răng đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ vào cuộc để xác minh làm rõ, tiến hành làm việc với ông Nguyễn Văn Tê, sinh năm 1977, ngụ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, là người đứng tên cái tài khoản Facebook là Huỳnh Như Nguyễn. Thì qua làm việc, ông Tê cho biết tài khoản Facebook này là do bà Dương Ngọc Đê, sinh năm 1982, là vợ trước của ông Tê, ly hôn năm 2013, lập ra, lấy hình ảnh của bà Lê Hồng N, sinh năm 1988, là vợ của ông Tê, đang là vợ hiện nay, nghĩa là vợ thứ hai, để đăng bài viết bình luận có nội dung cực đoan nhằm tạo dư luận xấu, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bà N. Thì ngày 4 tháng 8, ông T làm đơn gửi Sở Truyền thông và Thông tin của thành phố Cần Thơ đề nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật của bà D. Tuy nhiên, hiện nay thì bà D không có mặt tại thành phố Cần Thơ mà đang sinh sống tại thị xã Bến Cát của tỉnh Bình Dương. Vì vậy, cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ đang phối hợp để xử lý bà D theo đúng quy định của pháp luật.
Vâng, như vậy thì chúng ta đã được rõ ràng về cái việc là một cái dòng comment mà đang được rất là nhiều người chia sẻ trên các cộng đồng mạng xã hội, nó gây bức xúc trong dư luận. Thì thực sự đây là một cái công việc nội bộ của gia đình, bởi vì cái lý do là do ông chồng kia đã ly hôn với cái bà này từ năm 2013, và sau đó thì ông ta đã lấy thêm một cô vợ hai sinh năm 1988. Thì như mọi người biết rằng thì đây là một cái lý do gia đình, do là ghen tuông muốn hạ uy tín của cô vợ thứ hai, thế nên là bà này đã lập một cái tài khoản Facebook phải nói rằng là không chính chủ, lấy hình ảnh tất cả các thông tin của cô vợ thứ hai, sau đó thì đã comment những cái lời đi vào lòng đất như thế này nhằm với mục đích là hạ uy tín của cô vợ hai. Như vậy thì cái vụ việc này đã được làm rõ, chúng ta không phải là cái con người quá thất đức như chúng ta đang nghĩ, mà thực ra đây là cái câu chuyện phải nói rằng là câu chuyện riêng tư của một gia đình, nhưng mà cái bà D kia thì lại là một cái con người phải nói rằng là vô cùng hẹp hòi và ích kỷ. Thì cái chuyện gia đình nhà người ta có duyên thì ở, hết duyên thì đi, nhưng mà người ta không nỡ tiếc của, người ta đã dùng cái việc bẩn thỉu như thế này để hạ uy tín của cô vợ thứ hai bằng cái việc là lấy làm một cái Facebook giả, lấy mọi thông tin của cô vợ thứ hai nhằm với mục đích là hạ uy tín của người ta. Thì sau khi đó thì cô ta đã biết được cái bài viết này và có những cái comment mà mày nói rằng là đi vào lòng đất như thế này. Lúc này thì mọi người chia sẻ rất là nhiều và mọi người đều chửi rủa cái tài khoản Facebook đó và nói rằng là rất là nặng và thậm tệ luôn. Thì cái đấy thì mọi người cũng có thể bắt gặp được một số trên cái bài viết mà họ đang đăng tải những cái bức hình như thế này. Thì đấy là một cái việc làm là người dân gây tự, đấy là cái việc mà người dân sẽ phải bày tỏ cái quan điểm cứng rắn đối với những cái trường hợp như thế này, thì là đấy là cái việc làm mình thấy rằng rất là tốt. Nhưng mà thực hê hư về cái việc này thì mình cũng đã được điều tra và làm rõ để cho tất cả mọi người được biết rằng là đây là một cái bài viết mà không chính chủ, đây là do một cái con người phải nói rằng hẹp hòi, ích kỷ, họ đã tạo ra một cái tài khoản Facebook ảo nhằm hạ uy tín của cô vợ thứ hai, và họ đã comment ở trên cái bài viết đó như vậy. Thì mọi người biết rằng sau khi những cái comment như thế mà được đưa lên trang mạng xã hội thì đúng là mọi người rất là phẫn nộ, bởi vì trong cái lúc dịch bệnh đang bùng phát như thế này mà lại đọc được những cái lời comment như thế này thì mọi người có cảm giác phải nói rằng là rất là bực mình luôn, bởi vì không biết được rằng họ ăn cái gì, họ ở đâu. Nhiều người thì có nói rằng là cái tài khoản Facebook này thì ở bên Trung Quốc hoặc là ở một số nước ngoài nào đó. Thì mọi người biết rằng thì ở chính trên cái Facebook của cái tài khoản này thì cũng có ghi rằng là ở Cần Thơ và còn cho cả số điện thoại nữa cơ. Thì mọi người nghĩ rằng thì đây là một cái người cũng đã đang ở Việt Nam, nhưng mà mọi người phải nghĩ rằng là rất nhiều người đang ở Việt Nam nhưng họ đã có một số cái quan điểm mà nó không giống như những người khác. Họ có thể nói rằng là họ lúc này thì họ không thích về cái chính phủ của Việt Nam, nhưng mà đến cái người mà họ, mặc dù là họ không thích về những cái người của chính phủ Việt Nam ấy, thì họ cũng chưa bằng một lời nào họ lên đây để chửi cộng đồng mạng người Việt Nam như vậy. Bởi vì họ chẳng qua họ chỉ, cái quan điểm của họ là họ không thích cái đường lối chủ trương của nhà nước Việt Nam thôi. Thì họ chỉ đi chỉ trích những cái người mà đứng trong cái hàng ngũ lãnh đạo, chứ họ chưa lên mình thấy, chưa thấy một ai rằng là họ đang ở phía nước ngoài mà cho rằng họ không còn quay về được Việt Nam nữa mà người ta lại đi chửi dân Việt Nam như thế này cả. Đối với những cái tài khoản nào mà đi chửi cả người dân Việt Nam thế này thì mọi người cũng nên lưu ý một cái việc là đa phần là những cái tài khoản, phải nói rằng là cái tài khoản ảo, họ làm như vậy để làm mục đích là hạ uy tín người khác hoặc là câu view câu like, chứ không có cái việc nào mình chưa thấy ai mà lại đi để chửi người dân Việt Nam cả, bởi vì người dân Việt Nam không làm gì họ cả. Còn đối với những cái người mà người ta không thích cái đội ngũ lãnh đạo ấy, thì người ta cũng chỉ trích riêng những cái người đó thôi, chứ cũng chưa ai trong số họ là đi chửi tất cả cá mẻ một lứa như vậy cả. Sau khi cái thông tin này được đăng tải thì nhận được những cái comment bình luận phải nói rằng là vô cùng tích cực của tất cả mọi người, thì mình mong rằng đây là cái bài viết nó có ích cho tất cả mọi người, để mọi người có thể biết được rằng là ai là cái chủ nhân của cái tài khoản Facebook của Huỳnh Như Nguyễn, sau đó đi đổi thành Huỳnh Như Lê. Thì mọi việc đã được làm rõ và mình sẽ đã cập nhật để cho mọi người được biết thêm về cái vụ việc này. Bởi vì sau khi nó được đăng tải thì rất là nhiều người bày tỏ quan điểm rằng là muốn tìm gọi điện thoại thì đều không gọi được, và rất nhiều các bạn thì có comment rằng là có thể cái tài khoản này sẽ ở bên nước ngoài. Nhưng mà theo như mình biết thì cái số điện thoại đó thì cũng đã ở Việt Nam, và tất cả các thông tin này thì ở Cần Thơ. Và rất nhiều bạn ở Cần Thơ thì có inbox trực tiếp cho mình và nói rằng là anh cho em xin cái địa chỉ cụ thể. Thì thực ra thì họ cũng chỉ ghi như vậy, mình rất là khó có thể tìm được. Mình cũng đã comment lại cho các bạn là rất khó có thể tìm được, các bạn hãy để cho cơ quan chức năng họ vào điều tra và làm rõ. Thì như vậy thì mọi người đã biết rằng thì phía cơ quan chức năng của Cần Thơ thì họ cũng đã bắt được cái chủ của Facebook này. Thì cuối cùng thì chúng ta cũng đã biết rằng thì chính là cái bà vợ cũ của cái chủ tài khoản đó, họ đã làm cái việc như vậy. Hiện tại thì lúc này thì bà ta cũng đã bỏ trốn về bến cát của Bình Dương. Đấy, như vậy thì chắc chắn rằng thì trong những ngày tới thôi, kiểu gì thì cơ quan chức năng họ cũng sẽ phải túm được đối với những cái con người mất nết như thế này. Bởi vì sau khi những cái phát ngôn như thế này thì chắc là mọi người cũng biết rằng lúc đang dịch bệnh như thế này họ sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Cái gì cái phạt hành chính thì cũng không hề nhỏ rồi, đúng không ạ? Liên quan đến Covid gì đó mà cứ đi bình luận lung tung beng thế này thì cái mồm vạ cái thân rồi. Lúc này thì chúng ta sẽ phải chịu cái giá phải trả cho những hành động của mình. Thật sự là sau khi những cái thông tin nó được đăng tải, mọi người chia sẻ thì
tất cả mọi người đều vô cùng bức xúc và mong rằng phải bắt được cái người mà đăng tải những cái thông tin này. Thì chính thức cái việc là chúng ta đã được biết rằng là cô ta đã được bị phát hiện và hiện tại thì chỉ đang lẩn trốn, chưa bắt được thôi. Vấn đề là lúc nào cơ quan chức năng họ bắt được thì mình sẽ cập nhật những thông tin sau để cho tất cả mọi người được biết. Thì video này mình cũng xin được kết thúc ở đây. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.